Hello cả nhà thân mến của kênh Quang Lê Lifestyle. Ngày hôm nay là một buổi chiều rất là mát lạnh, nhưng mà để mà duy trì sức khỏe tốt thì chúng tôi mỗi ngày vẫn có thói quen là đi bộ. Năm mai. Năm mai. Nhiều dĩ nhiên là năm mai là mấy cây? 10 cây hả? Năm mai hả? Để 2 coi. Cây là một mai. Không, một mai là một cây số 6. Đó, thì năm mai là 5 cây, rồi 6 nhân 5 là 30 nữa. 8 cây. 8 cây. Ừ. Đây. Quý vị thấy là đây là đời sống ở bên Mỹ. Nói chung lại là đường vắng như chùa Ba Đanh. Đó. Hello. Oh, xin chào neighborhood. Đây, sau lưng Quang Lê là cô hàng xóm rất là xinh nha. Đây. Cô hiểu tiếng gì không mà cô cười vậy? Cũng có thể hiểu mà cũng có thể đang nói điện thoại. Thời này đôi khi ta nói điện thoại ta bỏ vô lỗ tai ấy. Đôi khi nhìn vào chúng tự nói tự cười mình nhìn nó hơi ghê. Đây, bây giờ là anh em chúng tôi sẽ đi bộ 8 km. Và đời sống ở đây là như thế này. Đây, buổi chiều thì dẫn chó đi, chó rất là dễ thương à. Đây. Hello. Đây là khu phố thì Quang Lê ở đây. Đây cây cảnh rất là đẹp nha quý vị. Đây quý vị thấy không? Một cái nhà bên Mỹ quý vị nhìn thấy không? Nhìn quý vị nhìn kỹ cái nhà nha, Quang Lê đứng ở một cái nhà này thôi nha. Nè quý vị nhìn thấy là cái nhà nhìn là rất là sập sệ đúng không? Nhưng mà cái nhà này trị giá khoảng bao nhiêu anh Thanh Lê? Nói chung căn nào cũng trên 1 triệu hết. Là hơn 20 tỷ. Nhưng mà nếu 20 tỷ ta vô quận 7 Phú Mỹ Hưng ta mua căn hơn 20 tỷ là quận 2 Thảo Điền là đẹp lắm rồi đó, là như biệt thự luôn á. Nhưng mà điều đây ta người Mỹ không lẽ về đó phải học thêm khóa tiếng Việt mới ở được trên lên. Rồi về đó ta lấy gì ta ăn, ta người Mỹ ta đâu có biết làm gì. Đây anh Thanh Lê nhìn cái căn nhà bên cạnh nè. Đây quý vị thấy căn nhà nó rất là nhỏ. Căn này là trị giá khoảng bao nhiêu anh Thanh Lê? Nó căn nhà này quý vị ơi. Nói chung nguyên cái dãy này cũng có căn nào dưới 1 triệu hết. Đây quý vị, căn nhà hơn 1 triệu đô đi nha quý vị. Nên bây giờ là cảm thấy đồng tiền bị mất giá. Hồi xưa thì khi mà Quang Lê mua căn nhà ở trên con đường này á, mà nếu là căn này thì trị giá khoảng 450. 400, 300 gì đó thôi. Đấy. Còn nếu mà lui chút nữa là căn này khoảng 150 thôi. Mình mua căn này mấy năm rồi Thanh Lê nhớ không? 20 năm rồi. Đây hồi đó thì Quang Lê mua chỉ có là 550 thôi, nhưng bây giờ thì lên 1 triệu. Hồi đó hai anh em mình cũng mới có 20 mấy tuổi. Giờ thằng nào cũng trên 4 bó rồi. Đây. Thời gian thì đồng tiền lại mất giá đi. Quý vị thấy là hồi xưa căn nhà rất là rẻ. Cũng lúc đó cũng chưa rẻ lắm Thanh Lê à. Lúc đó thì cũng chưa rẻ. Cái ngày xưa kìa, cái thời mà 30 năm trước á, thì cái căn nhà vòng vòng đây khoảng 100 ngàn, 150 ngàn bao nhiêu? Khoảng 2 tỷ. Đây là có con đường rất là bình an. Ngày bình thường là quý vị thấy là cây còn lá, nhưng mà nay thì thời tiết Cali năm nay lạnh lắm quý vị ạ. Lạnh lắm luôn, không có thua gì những cái tiểu bang ở miền đông nước Mỹ. Đó, thấy không? Nhà sắp xuôi em nhìn vậy nhưng mà đi xe mới lên lên. Đi xe Tesla. Đây là họ họ hàng Tesla cùng với nhau là đi xe điện quý vị nha. Hôm nay là trong cái xóm sập xuệ thì lại có một cái căn biệt thự. Tuy là đất diện tích cũng y hệt vậy thôi nè, nhưng mà họ bỏ tiền họ xây lên mới quý vị ạ. Đây. Mình đứng đây mình bình luận về cái nhà mà hàng xóm. Căn nhà này là rất đây, là đây. Mình đứng bình luận hàng xóm nữa phải không? Công hồi mình bỏ lên cái hàng xóm mình vô coi người ta mới kêu mình nhiều chuyện. Hàng xóm này à, không biết chắc người Tây, người Mỹ, người Hoa vậy đó. Đây quý vị nha, quý vị thấy một căn nhà này. Nhưng mà mấy người trong xóm này người ta biết anh Lê, người ta có vô coi. Đây nè, cái căn nhà này diện tích đất là, cái diện tích của đất là chắc cũng giống căn này thôi đúng không? Ở đây đất nó đều đều giống nhau. Nhưng mà quý vị thấy, họ xây lên lầu và họ chiếm cái vị trí đất nó nhiều hơn để làm thành căn nhà, thì quý vị thấy
bây giờ nó nhìn giống như cái biệt thự rồi, nhìn rất đẹp đúng không? Đúng rồi. Đấy. Hay là thôi đập căn nhà mình xuống đi Thanh. Thôi càng anh Lê đừng phí anh Lê. Biết chưa, cứ mình... Kỷ niệm. Căn nhà này, căn nhà kỷ niệm không đập được. Không mà tôi thấy là trong tương lai mà nếu mà bỏ ra một số tiền chắc khoảng 300 ngàn không nếu xây như vậy. Mấy trăm? Chắc khoảng 400 ngàn. Cũng hơi mắc, nếu 400 thì hơi mắc. Cái vấn đề nhà mình có giá trị kỷ niệm không được. Không, mình thân với anh Thom. Anh Lê nghĩ chắc là nếu mà khoảng 200 rưỡi anh Thom cũng có thể làm cho mình như thế. Ai biết là mày không thương bỏ cho không sao. Đây quý vị nha, nhà ở đây là toàn là cây gỗ với là mấy cái nhựa đồ không à, chứ không có được xây gạch như Việt Nam mình, bởi vì đây là xứ động đất quý vị nha. Xây gạch nó sập thì chết. Đây, đi trên đường, hoa này phải hoa tím bằng lan không anh Lê? Biết là hoa tím rồi nhưng mà ai biết thì bình luận nha, Lê không biết. Đây mình đi tiếp. Hay là nó là hoa tím người xưa? Cũng có thể là hoa tím người xưa. Trên con đường này là phần trăm của người Á Đông là bao nhiêu phần trăm Thanh Lê? Quá nhiều, chắc trên 50. Yeah. Bây giờ mình đi qua con đường quý vị nhé. Ai anh Lê thấy không, đi xuống có mấy bước là có trường học liền. Đây cũng chiếc Tesla của mình, họ hàng nè. Chiếc này có phải là cùng giống chiếc mình không? Giống nhưng mà nó ít hơn chút. Nó không có option. À, dual luôn. Ồ, hôm nay là chắc là đón học trò phải không? Phải, mấy người xếp hàng. Xếp hàng làm gì? Có thể người ta xếp hàng, người ta ghi danh đi học. À, đúng rồi. Ta đi học tiếng Anh á. À. Sao đi học mà sắp hàng đợi dữ vậy? Nó có hai hoặc là sắp hàng để đợi ghi danh đi học. Ừ. Hoặc là người ta phát đồ ăn á. Đây chiếc này giống chiếc mình là Thanh Lê. Ồ. Chiếc này giống không? Giống. Sao cái rim này lại? Nhưng mà cái rim Tesla mà đỏ đẹp nè. Mua cái đó nha Thanh. Xe người ta mới không? Cái rim này là chắc cái rim mua thêm anh Lê. Ừ. Nghĩa là ở ngoài thị trường nó bán, còn trong Tesla nó chỉ có hai cái rim. Ồ, nó dán lên là chỉ có hai cái rim nguyên thủy. Mệt quá anh Lê. Mới có đi có 3 cây mình Lê cái thang ngoài còn 2 cây nữa. Còn có phải 2 cây, 5 cây nữa chứ. Quý vị ơi, 5 cây nữa mới ngưng lại. Mới đi có được 3 cây thôi nha mà cũng hơi hồi đó bây giờ chuẩn bị chúng nó trời tối liền á. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi ha. 6 giờ rồi liền. Mình đi cái hồi mới còn tối nữa liền. Đi tiếp. Mình Lê cầm máy mỏi tay tắt máy đi tiếp đi Lê. Ok. Ơi. Đây quý vị nha. Hồi nãy là ở trong xóm nhỏ giờ ra đường lớn rồi quý vị không? Xe lớn như căn này đẹp được Thanh Lê. Ừ. Thì ra mà nhà anh Lê ở gần nhà băng mà anh Lê không để ý đúng không? Nhìn nghe. Đúng rồi. Nhà băng á. Ngân hàng Cathay Bank. Cái này chắc là bà con cái hãng máy bay Cathay quá à. Ừ. Đúng rồi. Có một cái nhà có hoa nha quý vị. Đố quý vị, nhà này là của người Việt Nam hay của người Mỹ? Chắc chắn là nhà của người Việt Nam. Đây hoa đào của mình nha. Nha, đây là cây hoa đào. Đào này đố Thanh Lê là đào gì? Cái đào long mới mà mình ăn đó Lê. Cái đào ở trong tự nhiên đã thấm đó. Nhưng mà giống cái đào Hà Nội quá nè. Đúng rồi. Vậy là đào Hà Nội có trái không? Có.
Lê có cái bài gì mà hoa mận hoa đào vậy Lê? À, cái bài Liên Xô gì? Không, cái bài hát á. Cái bài mà chị Lan hay hát á. À, trăm hoa quýt á. Hoa nào anh yêu? Trăm hoa đua nở trên cành. Thông thả em bảo cho anh là anh câu này. Đi à, bà cho mình đi á. Cái diện tích đất cũng lớn á, mấy căn nhà này xây lên đều đẹp hết đó. Lê có khi nào mình mãi mê cái mình đi quý vị nha. Đi bộ gần tới ngân hàng rồi. Cà Thê Băng. Đi mấy cây rồi Thanh, mệt quá. Chắc mới có 5 cây rồi, còn 3 cây nữa Lê. Hồi nãy giờ là đi là trời tối luôn Thanh, lấy đâu mà đi tiếp đi Lê, nếu không tí nó tối thì... Đi, đi tiếp nữa. Biết cái khu, anh Lê biết cái khu này thỉnh thoảng có cho xoáy ra đó Lê. Có đúng rồi. Thôi đi đi đi. Đi đi. Đẹp quá. Đây là cái ống cống của nhà bên Mỹ quý vị nha. Đây là hầm lưới giống tổ ong nó để thu rác này Lê. Họ có để bên trong là một miếng lưới để mà rác xuống á. À. Và họ có một cái bảng này là không được câu cá. Không, do not dumping. No, không được câu cá đó Lê. No, không có được thả rác xuống. Vì đây là bảo vệ cái biển, tại vì ống này sẽ đi dẫn ra biển quý vị nha. Đúng. Vì cá có mình cá để mình ăn. Đây. Nó là không được câu cá mà ai mà vô đây câu. Không có. Thấy có con cá tự không được câu cá nữa chứ. Để bảo vệ biển khơi. Cá mà còn bộ xương không à? Có nghĩa là nếu mình bỏ chất độc xuống lẫn cá nó còn xương không à? Lê mình đi sao mình gặp mình đường nào mình cũng quẹo, có khi nào tiếp mình lạc đường không Lê? Có. Không lẽ đi bộ mà xài đến Google hả Lê? Ừ, cái ông công này không có lưới nha. Có, đường nào cũng có hết á. À, có mấy lưới hả? Người ta biết cái đoạn này nước sẽ bụi về thì người ta bỏ cái lưới ngay đó. Đây quý vị, họ ghi như là do not dumping, là không dumping. Được đổ đồ tập bậy xuống. This drain to ocean. Có nghĩa là cái này nó chạy xuống biển đó. Đấy. Xong rồi, nghĩ con cá mà còn xương không à. Có nghĩa là nếu nó chạy ra biển mà có chất độc lẫn cá nó còn xương. Mình là nghĩa là mình chỉ được ăn xương cá chứ không ăn thịt cá được. Ừ. Đây quý vị nha, Quang Lê và Thanh Lê đi nãy giờ cũng gần trời tối rồi. Đây có một cây này, đố Thanh Lê cây này cây gì? Cái này nhìn giống cây quýt nhưng mà thật sự nó là cây cam đó. Nó rất là nhỏ luôn quý vị. Cái trái nó vô cùng nhỏ luôn. Nhưng mà nhìn vàng cây nguyên cây đẹp quá ha. À. Đi bộ cái tối rồi anh Lê. Đi. Tối lắm rồi đó. Mình đi từ thành phố sắp về quê rồi kìa, lên núi rồi Lê ơi. Đây gần tới núi rồi quý vị nha. Chân đồi thôi chứ chưa núi, chân đồi thôi. Đây gần tới nhà rồi. Hello. Sắp tắt mặt trời rồi, đi tiếp đi Lê ơi, cố gắng lên đừng mỏi chân nữa Lê. Quá mỏi chân luôn. À, nãy giờ còn một cây nữa là tới nhà anh Lê. Còn một cây số nữa quý vị nha. Ồ, mệt quá. Đi từ lúc mà sáng mặt trời luôn. Giờ ta lên đèn hết rồi Lê ơi. Giờ tắt mặt trời rồi quý vị nha. Nhưng mà vẫn còn quay, thôi. Quay vô cái nhà là biết người ta lên đèn. Đó, đây. Đi lên đi. Bởi vì bên Mỹ là đặc biệt cái chỗ mình ở đôi khi có 7 8 giờ nó vẫn còn sáng lịch gì đó. Ừ. Mình mới quay lên đèn mới biết. Đi. Trời tối rồi quý vị nha. Còn nửa mai nữa tới nhà. Mệt quá. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Đi bộ gần 8 cái số mà anh Liên ca dữ dội vậy đó hả? Quá mệt. Thôi đi đi, giữ hơi lại đi bộ tiếp đi Lê. Hãy ca để cho nó thoáng phải không? Mình practice kia phổi. Tại vì sau khi mình bị Covid á, mình đi bộ thường xuyên để cho cái phổi nó tốt. Nó nở nang ra giống như ngày xưa phải không? Ừ.
Thanh bị Covid mấy lần rồi Thanh? Chắc 2-3 lần. Thanh lại bị 3 lần quý vị nha. Giờ không ngán nữa, giờ không cần chích thuốc gì nữa hết. Mặc là Thanh Lê đã tiêm bao nhiêu mũi vẫn bị quý vị nha. Để ai la om sòm vậy? Đây quý vị thấy trời đêm dần tàn nữa không? Tối hu rất là dễ thương tơ bọng. Giờ anh em chúng tôi còn nửa mai nữa về nha. Mất công tí nữa có chó sói. Ok. Một ở đây chó sói rất là nhiều quý vị nha. Không biết nó ra anh em mình có quyết đấu với nó nổi không nữa. Ừ. Quý vị biết là cái khu nhà mà Quang Lê đang ở đó. Cái khu nhà Quang Lê đang ở là quý vị biết là nó gần ở chân đồi. Nên là chó sói nó hay xuống đây lắm. Ban đêm quá trời chó sói thằng ạ. Cũng có, nói chung đêm nào cũng có một vài con nó xuống nó thăm thành phố vui mà. Còn mấy trăm mét nữa tới nhà quý vị nha. Quang Lê quay cái hướng này mới thấy trời tối nè. Đây. Tối chưa? Còn đèn không à? Còn mấy trăm mét là tới nhà quý vị nha. Hôm nay là mình đã hoàn. Nó cũng xa, nó lên nửa cây đó. Mình đã hoàn thành 8 km đi bộ. Quá mệt. Nhưng phải cố gắng thôi. Nha, thật ra là cũng cần phải đi nhiều vậy nhưng mà một ngày đi khoảng 1 cây, 2 cây là cũng được quý vị à. Mai là mình đi khoảng 3 cây lên lên, thôi 4 cây đi. Nha. Ok. Còn hôm nay là mình đi nhiều là bởi vì nó đánh dấu cho sự quyết tâm mãnh liệt của mình. Đúng không? Ok. Rồi. Thanh Lê có cái nón này giống như người châu Âu. Không, giống mấy cái tộc bên giờ. Cổ. Bởi vì ở đây nó lạnh lắm. Mà anh Lê rất là dũng cảm, chỉ dùng cái khăn này thôi chứ không cần che. Yeah, Quang Lê không bị lạnh cái đầu. Anh Lê à, đôi khi có nhiều chỗ mà lạnh quá, đôi khi mình đi về xong mình đụng cái lỗ tai nó rớt xuống luôn. Ok. Bây giờ đi tiếp quý vị nha. Quý vị thấy buổi chiều mặt trời xuống nhìn đẹp không? Quá đẹp. Đi đi luôn. Đi nhanh xe nhiều lên lên. 4 stop sign mà. Ai biết đôi khi tối nó đâu có thấy mình. Thấy chứ. Thôi mình cẩn thận hơn. Bây giờ là đen như mực luôn á. Tối hù luôn nè. Ráng xét anh lên. Còn chắc dưới nửa cây đi lên lên. Ok. Anh lên ráng sức đi. Quyết tâm lên anh lên ơi. Đen như mực luôn á anh. Nói chung không có cái sự thành công nào mà đơn giản hết anh Lê ơi. Mà đặc biệt mà cái thành công của tập thể dục nó khổ nhất anh Lê. Ok. Nó đòi hỏi rất là kiên trì về một cái đầu óc rất là cứng thoáng. Chịu đựng nó nhiều không đi. Thôi đi anh Lê ơi. Hello. Bây giờ chúng tôi cũng đã về đến nhà. Chúc mừng anh Lê. Anh Lê cái buổi luyện tập hôm nay là đã thành công rất là tốt. Cùng là đã đi được 8 ma chứ không phải 8 cái số là bác là phát tài. Chúc mừng anh Lê. Mà ngày mai ngày mốt anh Lê phải tiếp tục cái tinh thần như vậy nghe. Ngày đi 2 cây thôi giao lưu. Thôi, 2 cây ít lắm. Mà hôm nay mệt quá. Nói chung là những ngày sau thì anh Lê đi từ 4 đến 5 thôi. Đi từ 3 đến 5 ma, 5 cây là được. Mà anh Lê cứ đi vậy mỗi ngày nha. Bye bye mọi người thân mến. Xin chào cả nhà. Bye bye. Chúc cả gia đình mình sức khỏe. Bye bye.